Sinh tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Từ xưa đến nay, phong thủy luôn nhận được nhiều sự quan tâm bởi nó có sức ảnh hưởng đến vận mệnh, họa phúc của con người. Đặc biệt đối với những người phương Đông thì yếu tố này dường như được quan tâm rất nhiều. Bởi vậy, trong những công việc hệ trọng của đời người như là làm nhà thì yếu tố phong thủy được đặt lên hàng đầu. Nhiều người quan niệm rằng làm nhà xem tuổi là quan trọng nhất, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bên cạnh việc xét xem tuổi có làm được nhà hay không thì yếu tố chọn hướng hợp với trạch chủ và vận khí của đất cũng không thể thiếu. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng, còn nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà Đinh Tỵ 1977 năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trước tiên thì để xây được nhà hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu hoang ốc tam tai hay không. Đầu tiên ta xét đến đó là kim lâu. Năm Canh Tý gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977, 44 tuổi. Theo cách tính này thì sẽ phạm phải kim lâu lục xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Nếu gia chủ xây nhà thì mang tai họa đến vật nuôi trong nhà. Nhẹ thì gia súc gia cầm chết, nặng thì làm ăn thất bát. Còn xét đến hoang ốc năm 2020 Canh Tý, gia chủ 44 tuổi, theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhị nghi tứ thất địa sinh tài, tuổi đẹp để gia chủ làm nhà cất nhà. Khi số nhà cửa hưng vượng thì gia chủ làm ăn phát tài phát lộc. Còn xét về tam tai thì người tuổi Đinh Tỵ cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà 2020 Canh Tý gia chủ 1977 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, còn yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mệnh thuộc cung khôn thổ, nữ mệnh thuộc cung khảm thủy, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Đinh Tỵ 1977 cung khôn xét theo cung mệnh thuộc tây tứ mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt là tây nam phục vị, tây thiên y, tây bắc diên niên, đông bắc sinh khí, bốn hướng xấu đông họa hại, bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế. Với nhà toàn họ hướng tý thì phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tự quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Đinh Tỵ 1977 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Vì vậy nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân lo, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà đẹp, kiến trúc, hợp phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 đang ở nhà hướng bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977.
Hướng thứ hai đó là hướng Nam, gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ năm 2020, xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành và may mắn hơn. Tuổi Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào lục sát. Mà lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào của công việc và tài vận đi xuống. Vì vậy, tuổi Đinh Tỵ 1977 khi xây nhà hướng này thì cần phải hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung, hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020. Bất kể là bạn tuổi gì, hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Với Nam mạng Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại, mà hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải nhà xấu, nếu làm được từ đầu thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Tỵ 1977 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Hướng thứ tư chúng ta xét đến đó là hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Canh Tý cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tòa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không được xây mới. Nhà tòa Giáp hướng Canh và tòa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Đinh Tỵ 1977 nam mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải được những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2020, bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung, thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát.
Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ cát. Đinh Tỵ 1977 xây nhà ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được duyên niên là sao Vỗ Cúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà hương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng thứ 6 đó là hướng Đông Bắc, gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà toàn thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí, tích cực hướng lên, tượng trưng cho các đường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí hóa giải. Còn ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, treo ở trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn đối với hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý sau lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cắt lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đông chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Đinh Tỵ 1977 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông, môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt ở vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Và cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới vào năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, vào năm 2020 sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9, trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 9 và tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tỏa Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà mà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu để có thể hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Trên đây thì phong thủy may mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho nam mệnh tuổi Đinh Tỵ 1977 năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để phong thủy may mắn giúp anh chị giải đáp.
Và cũng đừng rời khỏi kênh để tiếp sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mạng Đinh Tị 1977. Đối với nữ mạng Đinh Tị 1977 thuộc cung Khảm Thủy thuộc Đông Tứ Mệnh, người mệnh Khảm Thủy có bốn hướng tốt là Bắc Phục Vị, Đông Thiên Y, Nam Diên Niên, Đông Nam Sinh Khí. Bốn hướng xấu là Tây Họa Hại, Tây Nam Tuyệt Mệnh, Tây Bắc Lục Sát, Đông Bắc Ngũ Quỷ. Hãy cùng phong thủy may mắn xét cát hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế với nhà toàn họ hướng Tý, Phạm Tuế Phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long Biến Vận Sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Đinh Tị 1977 xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ hai ta sẽ đến đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam trong năm này cố gắng mà tận dụng làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2, tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Đinh Tị 1977 xây nhà và ở hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được Diên Niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía Diên Niên. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng Ngũ Hành thuộc Thổ đáo đến Mộc cung hướng Đông, Mộc khắc Thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn và cát lành hơn, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Đinh Tị 1977, nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được Thiên Y mà sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài vượng lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý Cửu Tử đáo đến Cửu Tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu Phạm Tam Sát tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát.
Còn để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được các lành may mắn. Với nữ mạng Đinh Tỵ 1977, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên là xấu vô cùng. Việc hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Canh Dần đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bắc bạch tài tinh đáo đến, bắc bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, vạn tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái Lạc Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy tuổi Đinh Tỵ 1977 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Thứ sáu đó là hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu thủy đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm. Người tuổi Đinh Tỵ 1977 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Tiếp đến đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm mộ long biến vận, không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn cụ thể. Tuổi Đinh Tỵ 1977 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để có thể trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Và hướng cuối cùng chúng ta cần lưu ý đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020, sơn Thân phạm vào mộc kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn vào tháng Vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Đinh Tỵ 1977 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc Kim, tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch vương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Tỵ 1977. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Đinh Tỵ 1977 nữ mạng và nam mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình rồi đúng không ạ? Quý anh chị cũng đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở bên dưới ô bình luận nhé. Và hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.